Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài tập 6.22 trang 18 sách giáo khoa toán 6 tập 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm số đối của các phân số sau: -3/7, 6/13 và 4/53. Vậy thế nào là hai số đối nhau thì các em sẽ cùng mở lại cho cô phần sách giáo khoa trang 16 này. Ở đây cô có phần định nghĩa hai số đối nhau này. Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Ký hiệu số đối của phân số A phần B là âm A phần B. Đấy thì ta sẽ có A phần B cộng âm A phần B thì bằng 0. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nhanh là muốn tìm số đối của A phần B thì chúng ta chỉ cần thêm dấu trừ và thôi đúng không ạ? Hoặc là đôi lúc thì nếu như mà muốn tìm số đối của số âm thì chúng ta chỉ cần bớt đi dấu trừ là chúng ta đã được số đối rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm số đối trong bài tập 2 6.22. Rồi, cô sẽ tìm số đối của âm 3/7 trước này. Số đối của âm 3/7 là, rồi thì chúng ta chỉ cần bớt đi dấu trừ thôi là chúng ta đã được số đối của nó rồi. Vậy số đối của âm 3/7 chính là 3/7. Đó, tương tự số đối của 6/13 là, đấy, thì ở đây là một số dương thì chúng ta thêm dấu trừ vào thì cô sẽ được là âm 6/13. Đó, và cuối cùng là số đối của 4/3 là, đấy thì chúng ta chỉ cần làm bớt thì dấu trừ đi thôi cũng được đúng không ạ, là 4/3 đúng chưa ạ? Rồi, vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho bài tập 6.22 rồi. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.